Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Top Game 2 mỗi ngày. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mới, một cái tựa game chắc cũng vừa mới ra mắt ở trên Google Play thôi. Cái link phía dưới anh em có thể tìm được ở trên Google Play nhá. Cái tên của cái tựa game này mang tên là The Wonder Stone, một tựa game như kiểu là chúng ta sẽ là dạng kiểu là thủ thành ấy. Đây là bên mình này, còn đây là bên kẻ địch quân orc này, và nó có cả tiếng Việt cơ, khá là hay. Mình sẽ vào chơi giới thiệu cho anh em xem. Chúng ta có khá nhiều loại quân đó. Chúng ta sẽ cho cái con lính vào đây và cho vào cái thành này thì sẽ ra vào chiến đấu. Đơn vị này không thể chiến đấu được, hãy để tôi chỉ bạn là cách triệu hồi các đơn vị mạnh hơn nhé. Chúng ta cái gì kết hợp à? Ủa, cái này kết hợp hay ta, được đấy, được của nó đấy anh em ạ. Rồi hay ta, quá đỉnh. Giờ hãy vận dụng lý thuyết và thực tế, hãy tóm gọn số địch còn lại để giành chiến thắng trong trận đấu này nhé. Như kiểu là chúng ta sẽ có thể tiến hóa được ấy, dạng kiểu vậy. Kết hợp này chỉ 2 con thôi anh em ạ. Rồi đơn giản, easy game. Cái này thì tiếp tục và gọi ra này, chúng ta kết hợp 2 con lại thành một, và thành một con khỏe hơn, là như kiểu là sát thủ ấy, assassin ấy, kiểu dạng như vậy. Cái game này nó giống kiểu What the Hand anh em, không khác gì mấy cả. Nó cũng kiểu là nó thả quân vào để đánh. Ôi, nó gọi bọn orc lên kìa, phá hủy xong. Yes, quá hay, quá đơn giản. Đây là cái phần đầu tiên là nó sẽ hướng dẫn chúng ta thôi, phần sau chắc sẽ khó hơn khá nhiều đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ kiếm thêm được XP các kiểu, rất nhiều thứ ở đây. Đó, và chúng ta sang cửa 2, có tiếng Việt nên rất là dễ. Tôi có đá thần rồi, hãy bảo vệ tôi trong lúc tôi nghiên cứu đá thần này nhé. Ok man, chúng ta sẽ vào đây, ấn vào đấu miễn phí. Ôi không, kẻ địch tấn công chúng ta với số lượng nhiều hơn tôi nghĩ. Làm gì tiếp theo đây? Chúng ta... Một chiến binh của bạn đã hy sinh mất rồi. Tôi rất tiếc, khi binh lính của bạn hoặc kẻ địch chết, bạn sẽ nhận được điểm linh hồn. Cái này làm gì ta? Mỗi khi ngăn điểm linh hồn đầy, bạn có thể dùng nó, thể dùng một kỹ năng anh hùng. Tôi sẽ giúp bạn phần đó để bạn hỗ trợ quân đội của chúng ta. Chúng ta sẽ ấn vào đây này. Hộ vệ của thiên giới đâu à? Với xuất hiện là quá đỉnh, chúng ta đã lật ngược cục diện trận đấu. Mỗi lần bạn triệu hồi đơn vị, đá thần của bạn sẽ nạp nạp thêm. Hãy triệu hồi đơn vị này để nạp đầy ngăn đá thần nhé. Đây, đây. Đá thần sẽ cường hóa bất kỳ quân bài nào. Chúng ta sẽ cường hóa quân hộ bài hộ vệ. Đấy. Rồi, cái này thay cho. Vẫn sẽ tiếp tục cái chiến lược đấy và chúng ta... Tôi đã chỉ cho bạn mọi thứ cần thiết về trận đấu. Giờ hãy chinh phạt là tháp của kẻ địch và giành chiến thắng. Khá là dễ hiểu thôi anh em ạ. Mình sẽ triệu hồi này để... đầy cái ngăn đá thần nước gì đấy của nó, đơn giản thôi mà. Đó, thấy chưa, kết hợp và tất cả những công thức mà mình đã từng học ra, khi đầy cái này sẽ được nâng cấp một lần free ấy, kiểu vậy. Phải đầy cái cục này cơ thì chúng ta mới có thể là triệu hồi được cái thiên sứ gì đấy. Lên nào, tấn công. Doanh trại quân địch đang bị tấn công rất là mạnh mẽ, rất là dữ dội rồi. Kết hợp này anh em ơi, phá hủy rồi, không cần phải kết hợp. Nhanh phải, quá nhanh. Chúng ta sẽ thắng trận. HP của giờ tháp là 100% qua màn đúng thời hạn đấy. Tiếp tục là sẽ có một cái hòm ở đây, ta sẽ mở cái hòm này ra, nói chung cho mình mở vì nó vẫn đang tiếp tục hướng dẫn. Bạn đã thu thập đủ sao từ trận đấu để giành phần thưởng, cùng đi nhận thưởng chứ. Đây, đấy vào đây, dĩ nhiên. Ok, ở đâu nhỉ? Bạn có thể mở những dương này sau một thời gian hoặc dùng đá quý để mở ngay cũng được. Lần này chúng ta sẽ cùng mở ngay nhé. Rồi, dĩ nhiên là chúng ta sẽ được một lần miễn phí dùng đá quý mà. Một cái dương trong đấy sẽ chứa các cái mảnh vàng này. Tiếp tục là mảnh gì đây? Cung thủ, đấy, level nâng cấp. Chúng ta sẽ nhận được một đơn vị mới và mình sẽ vào trong cái bộ bài của chúng ta sắp xếp nhân vật cung thủ. Đấy, lên cấp này. Đó, ok, chia con này luôn. Chúng ta sẽ dùng cái nhân vật cung thủ này luôn này.
có rất là nhiều nhân vật khác nhau nha. Trở lại cái map và chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi, dĩ nhiên rồi. Rồi chúng ta cũng sẽ kết hợp như lúc nãy thôi anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ để ngày lên trước này, xong rồi kết hợp hai ngày bắn cung này, chắc mình nghĩ là hợp lý hơn. Ồ, bắn cung rất thấm luôn nhờ. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ hơi ít quân, theo mình cảm giác là ta hơi ít quân. Từ từ thôi, đây mọi người ra trước anh em ơi. Chính xác. Assassin chạy rất là nhanh, cường hóa lên. Rồi, mình vẫn không chết con cung là được anh em ạ. Rất tốt, chúng ta đang tấn công rất dã man luôn, quẻ địch. Kết hợp, đợi đã, chúng ta gọi viện quân lên kìa. Assassin, anh em, let's go. Cái tường thành của nó sắp bị vỡ rồi. Ui, orc này, nó có tận 2 con cung rồi. Nó thủ rất là tốt luôn, cực kỳ là tốt. Clear rồi, chúng ta đã hạ xong được cái bức tường thành này và chúng ta đã chiến thắng. Tiếp theo là cái phần thưởng hàng ngày này, kiếm thêm được một ít vàng nữa. Ok, dương miễn phí sẽ được mở ra thôi, đơn giản. Dương vàng này, năng lượng này, bình thường siêu trộm sẽ phải nâng cấp lên được anh em ạ. Chúng ta sẽ vào trong này này, nâng cấp cho lên cấp mất khoảng 200 vàng. Nhân vật này thì không nâng cấp được anh em ơi. Chúng ta sẽ chiến đấu trong cửa này nhỉ. Mất một game để mở cái hòm mình ra. Cái này là bộ bài này, có khá nhiều nhân vật. Ôi, dòng tộc, cũng là dòng tộc à. Cấp, à cái này là nó sẽ phân chia theo các cấp độ hay như thế nào đấy. Quay trở lại với cái phiêu lưu của chúng ta, dĩ nhiên rồi, có off, có cung. Chúng ta sẽ cứ cần cái thằng chiến binh trước đã anh em ạ. Đấy, assassin thì chưa cần vội, chúng ta cần để nó vào gần đi đã. Đây rồi, chiến binh anh em ơi, xa phết đấy, không hề đơn giản, không hề ngắn một chút nào đâu. Kết hợp với nhau, nó sẽ tấn công kẻ địch nào. Lên hết, đúng lắm. Sát thủ, ui dồi, một phát chết luôn anh em ơi. Lên anh em ơi, let's go boy. Ui dồi, thằng này thủ hơi yếu anh em ạ. Cái sát thủ sẽ hơi yếu, chính xác rồi. Cái để cường hóa cho con nào đấy. Lên anh em, chúng ta cần là rất nhiều quân ở đây. Thì tấn công ghê quá. Bảo vệ các cố thủ anh em ơi. Chết rồi. Đừng. Vậy tấn công ghê quá, chết mất cung thủ rồi anh em. Mình đang muốn đấy quá nhưng mà không tấn công vào được. Thời gian. Chúng ta muốn kết hợp ấy. Đây, dạng kiểu kết hợp như thế này này. Lên luôn. Súng năng lượng được chưa? Đầy rồi đấy. Như đầy bình rồi. Thì hình căng thẳng đấy. Úi dồi. Hộ vệ thiên giới anh em ơi, lên, let's go boy. Ủa. Bắn thẳng vào nhà nó anh em ơi. Khá là khó chịu, tại vì là quân của nó cũng rất mạnh luôn. Lần này là khó chơi hơn so với rồi, cho con thằng đỡ đòn rồi anh em. Phá hủy xong cái ngôi nhà rồi. Yes, hay lắm. Chúng ta sẽ kiếm thêm được các cái vàng, xong rồi điểm XP các kiểu. Đây, một cái hòm này. Thêm vàng anh em ơi. Phía này level up cho hero của chúng ta. Chúng ta sẽ nâng cấp ở đâu nhỉ? Đây à? Nâng cấp mất khoảng 400. Không đủ điểm luôn. Không phải là không đủ điểm, mình như là không đủ mảnh ấy, không đủ mảnh lên cấp ấy, dạng kiểu đấy. Cái này hai game mà sẽ mở ra, mình sẽ mở thử ra xem. Mở ra luôn một cái hòm đầu lâu ạ. Có thêm vàng này, có thêm năng lượng này, có thêm thẻ tướng chứ, chiến binh này. Chúng ta có chiến binh giáo này. Wow, thử mở này ra xem. Hòm này chứa cái gì vậy? Vàng. Bình thường lính hộ vệ có thể nâng cấp lên được rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ có nhân vật, một nhân vật mới, nhân vật giáo. Đấy, giáo này anh em, HP là 125. Đây 145. Giáo cận chiến, mình sẽ để thêm vào đây luôn. Dùng luôn. Đó, cho vào đây luôn anh em ạ. Nâng cấp cho nhân vật hộ vệ chúng ta lên. Đùa đấy, chúng ta sẽ vào trong cái này là phải nạp tiền này mới có thể chơi được này.
Tiếp tục là trận bên này. Orc, Orc và Orc rất đông. Đó, bộ bài của chúng ta như thế nó sẽ lâu và mất thời gian hơn đấy anh em ạ. Nó làm nhanh thế. Chưa gì đã vào cái này rồi. Ui ôi, khó chịu nhỉ. Giáo kìa anh em. Giáo sĩ. Rồi. Cần có cơ cung thủ anh em ạ. Hệ thống phòng ngự chúng ta như thế này là quá chắc rồi. Tấn công, tấn công, tấn công. Bắn cung đây anh em. Ơi, nâng cấp cho ai, nâng cấp cho ai, nâng cấp cho giáo đi. Giáo mới đây. Chạy hơi chậm. Chạy hơi chậm nhỉ. Tấn công, tấn công, tấn công. Yes. Xong một phát này. Ok. Giáo khỏe thật, thực sự giáo rất khỏe luôn. Xong cho 2-3 phát rồi đã nổ luôn. Nát luôn cái thành rồi anh em ơi. Hay thật. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm được điểm XP ở đây này. Cái gì nữa nhở? Cái này là nó sẽ tăng lên. Rồi đấy. Chúng ta có thể sang được cái trận tiếp theo ngay bây giờ. Hay hay hay. Rất nhiều thứ để khám phá nha. Cái này ta sẽ mở luôn đi. Giường miễn phí. Ra test, ra test. Cho chọn luôn đi. Sấm sét này. Có thêm một kỹ năng mới anh em ạ. Trong này. Năng lượng thì lúc nào sẽ mắc rồi. Bộ bài của chúng ta. Sấm sét là triệu hồi một cái dạng sấm sét tấn công của tháp. Gây sát thương và gây choáng kẻ địch trong vòng 2 giây. Tấn công gây choáng, khá hay. Nhưng mà thế thì cái tỷ lệ rơi ra bài nó sẽ khó hơn đấy. Và mình ấy có thằng tướng này. Tướng là có pháo thứ cơ. Randolph. Vào đấu trường anh em ơi. Ở đây thì có sấm sét kết hợp được với nhau. Rồi. Nhưng chúng ta chưa được. Có ra lắm sấm sét đấy. Rồi ok. Ok boy. Lắm sấm sét thế nhỉ? Chết mày luôn đi. Vớ va vớ vẩn. Nó có thể tấn công được vào cả cái này. Cái sấm sét thì mình không khoái cho lắm. Em mình thấy không khoái lắm. Nào anh em lên. Giật sấm sét quýt đam. Không khoái thì cũng rất khỏe. Bà ơi. Như thế này. Ôi quân địch đâu rồi. Sọc sọc sọc. Không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi. Đông quá. Đông quá. Đông quá. Đông quá. Choáng 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 choáng. Nó bị choáng rồi. Nó bị choáng rồi anh em. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Quân số chúng ta đang hơi thiếu. Nó mới triệu hồi ra. Mày á. Mày á. Từ quân này rồi, quân này rồi. Chậm quá, chậm quá. Cho mất lợi thế mất. Chém nó, chạy cực kỳ nhanh. Vẫn chết, vẫn nổ nha. Và chúng ta vẫn phá hủy được nó luôn. Hay chưa? Clear xong cái trận này. Và mình sẽ chuyển sang nó hướng dẫn cái gì không? Một cái hòm. Wow, bây giờ sẽ là 12 game để mở ra. Có lẽ là mình mở nhiều quá. Bây giờ nó bắt mình phải như thế này. Có lẽ là vậy. Chắc không cần đâu. Chúng ta sẽ đánh luôn đi. Sấm sét cũng khá hay. Cái nào cũng hay. Tấn công đấy anh em. Mỗi cái một loại như thế này thì đánh cái gì. Nâng cấp lên. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ có thể triệu hồi được ngay bây giờ. Đó. Cái này nó khá là hay vì nó không có mana. Anh em thấy không? Đúng rồi. Để ý nó sẽ không có mana đâu. Lên. Bà ơi. Không toàn lá gì thế này. Có thể bỏ bớt những cái bộ bài đi không? Không mình muốn sắp xếp như thế nào đấy. Level 1 này nâng cấp cho giáp sĩ. Chúng ta thích chơi kiểu số lượng hay là chơi kiểu chất lượng tùy. Ok đang bắn rất dã man. Tiếp tục sang bên này là sớm xét anh em. 3.000 máu vợ triệu rất đi. Bây giờ không cần phải đợi nữa. Mày á. Rồi anh em, đã xong. Quá hay luôn. Chúng ta đã tiêu diệt được xong cái căn cứ địa quân địch và kiếm thêm được 3 sao nữa đây. Clear rồi. Rất là hay luôn nha. Sao xem ra ngoài có cái khám phá thêm cái gì nữa không. Rồi thì chúng ta sẽ
kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game, của cái series game, đó chính là Top Game 2 mỗi ngày. Bye bye.